Đâu, giới thiệu sơ qua thế nào, ngày nào cũng đòi mua giày trượt ba tanh này chết. Đâu, giới thiệu. Ngày nào cũng đòi vẽ lại để đòi bố mua trượt giày trượt ba tanh này hỏng rồi. Tiền thì đã không có. Nhanh nhanh giới thiệu nhanh lên nào. Được rồi. Đâu, những Đây cái là tên của cái này. Còn đây là giá mua của cái này. Còn đây là màu của cái này. Đây là cỡ của cái này. Không giày trượt ba có tanh, chữ trượt viết sai rồi nhá. biết rồi Giá là 300 nghìn đúng không? đúng rồi Mua thì nếu mua thì mặt như thế nào? Thì mặt như nào? Biểu cảm. Thế không mua. Rồi, thế còn màu của nó là màu gì? không Màu hồng à. Đây là không có thế đồ bảo hộ à. không Cỡ bao nhiêu đây? có ba tư Thế sao, tại sao lại không mua đồ bảo hộ? thế không biết đi rồi Không có đồ bảo hộ là 300 nghìn đúng không? thế Có đồ bảo hộ là 600 nghìn thì là đắt tiền thế con tiết kiệm cho bố 300 nghìn nhá nhé. Rồi, thế để bố nghiên cứu nhá. Thế ngày nào cũng vẽ, cũng đòi. Viết lại chữ trượt chưa? À rồi, viết rồi, đây rồi. Chữ dày viết sai rồi, chữ dày là phải gì? Giờ y gì mà. Sao lại dày thế à? Dày là giờ y gì?